chị, các quý nhà đầu tư đã quay trở lại cùng bản tin di trú của em ngày hôm nay. Trong bản tin tuần này thì rất là vui được đồng hành cùng Khánh Vy là chuyên gia tư vấn của em. Chào Vy ạ. Chào Hiệu, chào các anh chị đang theo dõi bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mà đến với bản tin di trú của em tuần này á, thì thấy là cùng với Vy là Vy có mang theo một bé heo rất là dễ thương. Thì Hiệu không biết là ý nghĩa của bé heo này như thế nào Vy ha? Hôm nay thì đến với bản tin này thì Vy cũng mang đến một bé heo, nhìn như vậy thôi nhưng mà thật ra là bé heo này trị giá đến 100 triệu đó, đó Hiệu. Em cũng đang muốn gửi cái bé heo này đến cho các anh chị chuyên gia người Việt đang quan tâm đến chương trình định cư Úc và đạt được IELTS là trên 7.0. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà giá trị to nha. Hiệu nghĩ đây là có ba thông tin đầu tiên vừa chia sẻ thì có rất là nhiều các anh chị đang theo dõi chương trình bản tin di trú của em thì rất là quan tâm và chờ đợi đây là gì và nó sẽ như thế nào. Thì trước khi chúng ta đi chi tiết về em bé heo này á, thì chúng ta hãy điểm tin nhanh qua những gì đã diễn ra trong đối với em trong tuần vừa qua nhé. Kính thưa các anh chị, thì trong tuần vừa qua thì em cũng đã gửi đến những thông tin cho các anh chị quan tâm về chương trình di trú. Cụ thể là ngày 15 tháng 5 năm 2020 vừa qua thì Canada đã chính thức công bố số điểm đối với chương trình Express Entry dành cho những anh chị đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada với số điểm là 447 điểm. Đây là số điểm thấp nhất từ thời điểm tháng 1 năm 2019 đến giờ. Còn đối với chương trình Express Entry dành cho những bạn nộp hồ sơ từ ngoài Canada và không có bất cứ một liên hệ nào với Canada trước đó nhưng không hề có du học tại Canada, không có kinh nghiệm làm việc tại Canada thì số điểm được lấy dao động từ 470 đến 471. Đây cũng là số điểm mà đã giảm so với giữa đầu năm 2019. Và ngoài ra thì Vy cũng xin cập nhật một số tin tức về Úc trong tuần qua. Thì hiện tại thì Úc đưa ra một gói cứu trợ JobKeeper thuộc gói cứu trợ trị giá tới 130 tỷ đô Úc để giúp đảm bảo việc làm cho 6 triệu công nhân và thợ đang làm việc tại Úc. Đảm bảo mỗi nhân viên sẽ được nhận lương trước thuế là 1.500 đô Úc trên 2 tuần. Ngoài ra thì ngân hàng dự trữ Úc là ABA giữ nguyên lãi suất tiền mặt và trái phiếu Úc thời hạn là 3 năm ở mức 25 điểm cơ bản. Đây là động thái giúp hỗ trợ tín dụng và vực dậy nền kinh tế vốn đang khát vốn sau thời kỳ khủng hoảng vừa qua. Còn đối với Canada thì Bộ Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC thì đã chính thức công bố về những cái khoản tăng chi phí về cái chương trình xin thường trú nhân cũng như là chi phí chính phủ của chương trình đầu tư Quebec. Cụ thể đối với những hồ sơ xin thường trú nhân thì chính thức tăng một chi phí đối với một người lớn là từ 550 đô la Canada lên 825 đô la Canada, tăng gần như 50% so với cùng kỳ khoảng tháng 3 năm 2020. Bởi vì chính sách này được áp dụng chính thức vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. Và đối với chương trình chi phí chính phủ của chương trình đầu tư Quebec thì cũng tăng lên từ 1.050 đô la Canada lên 1.575 đô la Canada, tăng cũng gần như là 50%. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là đối với chính phủ của Canada thì về những chi phí chính phủ thì chính phủ mỗi 2 năm một lần thì chính phủ Canada sẽ kiểm tra, sẽ khảo sát lại một lần nữa để điều chỉnh mức phí phù hợp với tỷ lệ lạm phát của trong thời gian khoảng 2 năm đó. Do đó những anh chị nào quan tâm về những chương trình di trú của Canada nói riêng cũng như là những chương trình di trú của tất cả các quốc gia mà sau khi được các bạn chuyên gia tư vấn đã khảo sát về hồ sơ, chúng ta cảm thấy là hồ sơ của mình đã thỏa điều kiện thì hãy nhanh chóng nộp hồ sơ. Thứ nhất là để nắm bắt được cơ hội tỷ lệ thành công cao nhất, và thứ hai nữa là chúng ta có thể là tiết kiệm một khoản chi phí về những cái chi phí chính phủ, một đó là một trong những cái khoản đầu tư mà chúng ta có thể tiết kiệm một cách đáng kể. Ở nhân đây thì Vy cũng xin nói rõ hơn về việc mà Úc hỗ trợ những gì cho xét duyệt hồ sơ trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại đó Hiệu thì ban năm Úc cũng ưu tiên xét diện thường trú nhân cho các chuyên viên y tế, chăm sóc sức khỏe, chính quyền liên quan, mở rộng hơn đối tượng với visa là class là 408, cho phép là du khách, những người thăm thân, các đối tượng kẹt lại Úc được làm việc tại các ngành thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Đây cũng là một động thái cho thấy là nước Úc đang cần lực lượng lao động dồi dào với các ngành thiết yếu. Thì đặc biệt khi Úc đang cần xây dựng lại như là thiết lập lại quốc gia thì đang cần đội ngũ những kỹ sư chuyên gia có tay nghề cao, có trình độ để có thể nhập cư trong thời điểm này và cùng đồng hành với chính phủ để xây dựng một quốc gia phát triển hơn, đúng không ạ?
đối với Úc thì BM cập nhật, còn đối với Canada thì thông qua những cái động thái từ phía chính phủ như là giảm điểm hồ sơ thì chúng ta có thể thấy là sau một thời kỳ khủng hoảng thì luôn luôn sẽ có một những cái làn sóng phát triển rất mạnh mẽ. Thì qua đây thì chính phủ cũng tạo điều kiện rất nhiều cho những anh chị nào có năng lực, những thu hút nguồn nhân tài từ tất cả các quốc gia để làm sao chung tay cùng chính phủ để tái thiết lại quốc gia sau đợt Covid-19. Đây là những cái cơ hội rất là lớn dành cho những anh chị nào quan tâm về chuyên chú, về di trú, không chỉ là chương trình đầu tư mà ngoài ra thì cái chương trình tay nghề cũng là một trong những chương trình mà giúp các anh chị nhanh chóng có được thẻ thường trú nhân cho cả gia đình và là một chương trình an toàn nhất, bởi vì đây là chương trình dựa hoàn toàn vào hồ sơ năng lực của các anh chị, các chuyên gia và mang lại cái giá trị rất là lớn, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể thấy là thông qua những gì mà chúng ta vừa điểm nhanh qua, những gì đã diễn ra trong tuần vừa qua, thì làm sao để các anh chị chuyên gia nắm bắt được cái cơ hội tốt nhất cho gia đình mình và tìm ra được đâu là cái chương trình phù hợp, làm sao để chúng ta có được cái mảng ngành phù hợp với gia đình mình, thì hãy nhanh chóng liên hệ đến em thông qua đường dây nóng 0888884567, hoặc các anh chị có thể là liên hệ đến website hoặc là fanpage của em trên Facebook nhé. Quay trở lại chút về cái em bé heo của Bi mang đến ngày hôm nay, thì cái chương trình áp dụng của bé heo này là như thế nào Bi Lan? Cảm ơn Hiệu. Thì nhân đây Bi cũng muốn giới thiệu với các anh chị hôm nay thì Bi mang đến bé heo này, các anh chị có thể xem đây, tên của chương trình này là Vô Địch IM ngày hôm nay 100 triệu. Thì khi mà đến với chương trình này thì cơ hội để các anh chị, những chuyên gia người Việt mình có thể là nắm bắt được một cái công việc có thu nhập lên đến 1,5 tỷ, tương đương với là 102 triệu đô Úc hoặc là 90.000 đô Canada. Những chuyên gia, những anh chị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, marketing, kiểm toán, kỹ sư, nhà hàng, khách sạn thì đều có thể nộp vào chương trình này. Để hỗ trợ các anh chị nhanh chóng sở hữu quyền thường trú nhân trong giai đoạn mà các nước đang cần nguồn nhân lực để có thể nhập cư, thì em sẽ dành tặng lên đến 100 triệu cho các anh chị mà có thể tham gia nộp hồ sơ trong giai đoạn này. Vậy thì Hiệu xin phép là tóm tắt lại những gì mà Bi vừa chia sẻ, thì để mà tham gia được cái chương trình cũng như là nhận được những ưu đãi từ em bé heo này á, thì các anh chị phải là chuyên gia trong những lĩnh vực như là marketing, công nghệ thông tin, kế toán, kiểm toán, nhà hàng, khách sạn. Còn ngoài ra còn gì nữa không Bi nhỉ? Ngoài ra thì hiện tại cái những ngành y tế cũng đang rất là được khuyến khích nhập cư đấy. Thì thấy là gần như là những cái ngành tất cả các ngành, đúng rồi, tất cả các ngành cơ hội được chia đều cho tất cả các ngành. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có được những cái kinh nghiệm, những cái hồ sơ năng lực tốt trong những cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể nắm bắt cơ hội, đúng không Bi? Đúng rồi. Vậy thì không biết là khi mà chúng ta tham gia chương trình này, ngoài cái việc là chúng ta có được cái cơ hội là nhận được 100 triệu từ em bé heo này, có cơ hội nhận được một cái công việc cụ thể tại quốc gia sở tại với mức lương lên đến là 102.000 đô la Úc trên một năm hoặc là 90.000 đô la Canada trên năm, thì những cái chính sách phúc lợi mà gia đình của các chuyên gia sẽ nhận được là gì Bi ha? Khi mà mình tham gia chương trình này thì phúc lợi rất là nhiều luôn Hiệu, nhưng mà Bi cũng sẽ tiêu biểu cho Hiệu nghe và các anh chị những cái phúc lợi mà cơ bản nhất của một thường trú nhân có thể nhận được. Đầu tiên đó là gia đình có thể định cư hợp pháp tại Úc và Canada theo diện visa thường trú nhân. Tiếp theo là anh chị có thể sinh sống, làm việc và cạnh tranh như người bản xứ, vợ chồng và các con có thể đi theo trong diện định cư này. Và các con sẽ được miễn phí học phí lên đến hết các bậc trung học. Và khi được cấp những quyền lợi hấp dẫn như vậy thì chính quyền Úc và Canada họ sẽ cũng có những cái yêu cầu cơ bản. Cái này thì cũng Bi nghĩ nó cũng sẽ khá là phù hợp với nhiều chuyên gia người Việt Nam mình. Thì đầu tiên là IELTS phải đạt được tối thiểu là 7.0 hoặc là những cái bằng cấp tương tự. Thứ hai là kinh nghiệm làm phải 2 năm trong cái lĩnh vực mà chuyên môn như là đã Hiệu có chia sẻ, như marketing, công nghệ thông tin. Bạn Bi cũng nói là cũng tất cả các ngành nghề. Ngoài ra thì đối với Úc thì chúng ta sẽ có chương trình tay nghề cao, thì chúng ta có 3 diện visa chính, đúng không? Bi có thể là điểm đến cho các anh chị, các chuyên gia có thể là nắm được. Đúng rồi Hiệu, thì hiện nay thì Úc có cách 3 diện visa chính cho diện lao động tay nghề cao. Thì diện đầu tiên đó là chương trình visa 189, chương trình này là định cư theo diện tay nghề độc lập. Chương trình thứ hai là visa 190,
ta sẽ định cư theo bảo lãnh ban. Và chương trình thứ ba là visa 491 là định cư theo diện tay nghề ở những cái khu vực chỉ định. Còn đối với chương trình của Canada thì có một cái đặc thù khác hơn so với Úc, đó là mỗi một tỉnh bang của Canada thì sẽ có những cái yêu cầu, những ngành nghề cụ thể mà tỉnh bang đó người ta đang cần. Cái thứ hai là cơ chế xét duyệt hồ sơ của mỗi tỉnh bang cũng sẽ khác nhau. Do đó, để đảm bảo được các anh chị, các chuyên gia chọn được mảng ngành cũng như là cái bang ở cái nơi mình làm việc nó phù hợp để thuận lợi cho việc phát triển công việc nó riêng cũng như là thuận lợi cho cái việc an cư của cả gia đình mình trong cái quốc gia mà mình muốn đến một cách tốt nhất, thì các anh chị đừng ngần ngại liên hệ với em thông qua đường dây nóng 0888884567 hoặc website và bài fanpage của em trên Facebook ạ. Chúng ta vừa điểm qua những cái chương trình, những như là những cái yêu cầu như là những chính sách khuyến mãi của chương trình tay nghề. Thì đối với chương trình di trú không chỉ có tay nghề không, mà chương trình đầu tư cũng là một trong những cái chương trình thu hút rất nhiều sự quan tâm của các gia đình Việt. Và trong những anh biết mà các anh chị có theo dõi bản tin của em cũng như là theo dõi những cái chặng đường của em đã qua, thì ngày 25 tháng 4 vừa qua thì em cũng đã kết hợp với chính quyền bang Nam Úc tổ chức một buổi tọa đàm trực tuyến để cung cấp các thông tin cho các anh chị, các nhà đầu tư. Tuy nhiên thì sau cái ngày 25 tháng 4 đó thì cái số lượng của các anh chị tham gia đã lên đến hàng trăm gia đình, và những cái sự quan tâm nó còn rất là nhiều, không chỉ giới hạn ở bang Nam Úc không, mà các anh chị, các gia đình, các nhà đầu tư mong muốn là có một cái nhìn đa chiều hơn và có cái sự tham khảo từ những cái bang khác, ví dụ như là Queensland chẳng hạn. Thì để hỗ trợ tốt nhất cho các anh chị nhà đầu tư thì ngày 22 tháng 5 sắp tới đây thì em rất là vui vì đã nhận được sự đồng hành của chính quyền bang Queensland để tổ chức tiếp tục một buổi tọa đàm trực tuyến. Thứ nhất là để cập nhật các thông tin chính sách của chính quyền bang Queensland nói riêng, và thứ hai nữa là chúng ta có thể là cập nhật và trao đổi những cái dự thảo luật có thể dự kiến sắp tới sẽ thay đổi vào kỳ tháng 7 năm 2020, để làm sao chúng ta, các anh chị, các nhà đầu tư có một sự chuẩn bị thật tốt cho hồ sơ của gia đình mình khi mà chính sách luật tháng 7 vừa thay đổi luật nè, vừa mở lại quota cho chương trình đầu tư, thì ngay lập tức chúng ta có thể nộp hồ sơ để tăng tỷ lệ thành công cho gia đình mình. Và ngoài ra thì hội hưởng biết là đối với những anh chị, những gia đình tham gia cái buổi tọa đàm ngày 22 tháng 5 sắp tới và có những cái động thái, có những cái cam kết đi cùng và song hành cùng em trong chặng đường sắp tới, thì giá trị mà các anh chị, các nhà đầu tư sẽ mang lại là gì Vy ạ? Nói chung khi mà các anh chị tham gia vào cái buổi tọa đàm 2 tháng 5 thì rất là nhiều thông tin bổ ích từ ngay trực tiếp chính quyền bang sẽ được cập nhật đến chi tiết trên từng hồ sơ của anh chị. Thì ngoài ra thì trong cái buổi tọa đàm ngày 2 tháng 5 thì Vy cũng xin được bật mí một món quà rất là bất ngờ, đó là em xin phép được gửi tặng cho anh chị nhà đầu tư quan tâm và cam kết đồng hành cùng với em trong cái kế hoạch định cư của mình, một chuyến khảo sát ngay tại bang Queensland. Thì em sẽ cùng đồng hành với anh chị trong chuyến khảo sát này, trong việc mình sẽ xem qua mô hình kinh doanh, ổn định an cư và gặp gỡ trực tiếp với chính quyền bang. Thì đây là một cơ hội rất là tốt để cho những anh chị nhà đầu tư nào quan tâm thì có thể tiến hành và xúc tiến hồ sơ. Và quan trọng nhất của buổi tọa đàm ngày hôm 22 tháng 5 sắp tới đây là cái phần hỏi đáp trực tiếp chính quyền bang. Thì các anh chị, những nhà đầu tư nào mà có những cái câu hỏi liên quan đến hồ sơ cũng là chương trình và cần được khảo sát, cần được tham khảo lại từ trực tiếp đại diện của chính quyền bang, thì chúng ta có thể nhanh chóng liên hệ đến với em thông qua đường dây nóng 0888884567 hoặc website hoặc Facebook của em để gửi đến những câu hỏi, và các chuyên gia của em sẽ hỗ trợ giải đáp những cái thông tin cụ thể và sơ bộ trước, và sau đó là chúng ta sẽ có những cái động thái như là chuyển ngữ rồi gửi đến đại diện chính quyền bang để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho câu trả lời một cách hiệu quả nhất. Và cùng với đó là các chuyên gia của em sẽ gửi đến cho các anh chị các đường link để tham gia tọa đàm và có một sự hỗ trợ tốt nhất cho ngày 22 tháng 5 sắp tới nhé. Đến đây thì Hiệu và Vy cũng rất là mong những thông tin mà Hiệu và Vy vừa chia sẻ sẽ mang đến một cái ý nghĩa và một cái hiệu quả trong cái việc tìm kiếm thông tin cho các anh chị, các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia. Và xin phép được chào và hẹn gặp lại. Vy cũng hy vọng mà bí thư này sẽ đến được tay các anh chị trong thời gian nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.